Nắng quá, chắc nắng rồi ạ. Giờ mình lên mình nấu ăn thôi. Lại rồi, xin chào các bạn nha. Mấy lại rồi mới ra ngoài đồng nhổ cỏ lúa. Lúa mình bị thu hoạch rồi. Làm nông dân cực lắm các bạn ơi. Qua năm suốt tháng cày cứ gọi là chân lấm tay bùn không à. Thôi giờ cũng đã trưa rồi, bây giờ lại rồi cũng về nhà cũng không biết có gì ăn hay không. Lại rồi cũng mang sẵn mớ bắp nè, bắp với trứng. Cuộc sống thôn quê của mình mà ăn gì mà không được. Hôm nay là Ròm sẽ làm một cái món ăn rất rất là thú vị các bạn về cái miền quê của mình, đó là mình bắp trứng, là cái món này rất là thú vị. Cái này gọi là cái bẫy gì vậy ta? Ôi, bẫy gì đấy? Nguy hiểm, trời ơi. Rồi nó chơi nhau thiệt tình ác ghê thật. Là sao ta? Giờ đi, cái bẫy đấy. Cái này đạp hay là gãy giò, không phải đùa đâu. Đạp được gãy giò. Hoạt động sao vậy? Cẩn thận nha, có cái đôi tay để mừng ăn á. Vậy thôi, bỏ. Bỏ đi, dục lên cây, dục lên cao cho ta khỏi đạp. Nó công phiền lắm. Cầm bẫy bị sợ á. Nó giật, nó đập vô tay rồi nó mới thấy cảnh. Đó, giờ mình bị bấm bếp. Wow. Cái bà bán bắp. Cái em bán bắp em cho mình cái trái bắp thôi, bó tay rồi. Ba trái mà như thế này thôi chắc chắc lợi đó đó bụng mất. Đúng là cuộc sống hiện tại giờ quá lừa đảo nhau rồi. Cuộc sống hiện tại giờ thiệt tình. Ủa, trái này mà ăn sẽ được ta? Rau sạch nhưng sao không ăn được? Có sâu rồi sạch đúng không? Sâu rồi là rau sạch. Có sâu rau sạch. Rồi để đó. Tiếp tục một trái. Thì cái này coi. Cái này hèn. Cái này. Hai trái. Đây, món này rất ngon. Mình sẽ đều vô trong bắp rồi mình nướng lên. Nguyên dạng một trái bắp của mình luôn. Hay không sao. Sạch, rất là sạch sẽ. Rồi lửa cháy được các bạn ơi. Đấy rồi, giờ mình sẽ bỏ bắp mình lên. Không biết các bạn nào có ăn cái món ai món bắp này bây giờ chưa? Thường thường người ta luộc bỏ ra, người ta luộc hoặc là người ta nướng, còn mình thì chơi nguyên này luôn. Ăn uống trong rừng mà thiếu thốn đồ. Đã quá, chín rồi, gần chín rồi. Để mình sẽ thử trái cho các bạn ơi, mới chín chưa đây nữa.
ngạo quá. Rất là ngon. Mình thử coi. Nó như là cái bắp mà mình nấu á, hoặc là mình xào ở ngoài tiệm người ta hay xào mình ăn á, bắp xào á. Có mùi thơm mùi thơm thơm của trứng. Đây, chứng dính đây nè. Đó. Ngon. Cái trái này chắc mình để lại lát nữa mình ăn xong. Thôi bây giờ mình đã xong bữa trưa rồi, bây giờ mình sẽ ra đồng mình nhổ cỏ tiếp theo để chiều về sớm. Thôi cái này chắc mình để đây cho nó nóng xíu nữa, lát nữa có gì cái mình để ăn xong. Đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cuộc hành trình của mình nha. Bây giờ mình ra tiếp tục mình đi ra ngoài ruộng đây.